cống nhiệt mộng tai mắt đỏ. B. Come back to old Yazoo. Mình là con trai, mẹ lại về khuya nữa rồi. Nào, mẹ bận công việc mà. Con cần phải thông cảm cho mẹ chứ. Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của con. Tất nhiên là mẹ biết điều này. Phải hoàng con đâu, để gọi hàng nhóc này gọi quà này. Con đã bao giờ nghe về ông mặt đỏ chưa? Con nghe về ông mặt đỏ chứ? Không, từ từ, không nói thế được. Vào ngày sinh nhật của những đứa trẻ ngoan, ông mặt đỏ sẽ lén lút tặng quà khi những đứa trẻ ấy đang ngủ say. Tưởng như là đang nói ông mặt đỏ là nó tới ông già Noel đấy. Có thật ạ? Tất nhiên là có chứ. Ok, không, không nói thế được. Nếu con muốn được nhận quà, con phải đi ngủ ngay. Con đi ngủ ngay đây ạ. Ông nói thế được. Cô lại lưu mình không nhóc. Cô về trễ bao nhiêu lần rồi. Cô đi làm mà tôi tan ca trễ. Nó lắc. Ông vẫn, cô vẫn nghĩ tôi là thằng ngu à. Ngài thì nhỏ, ngài thì nhỏ, cút về phòng. Đừng đứng cai, đừng đứng đai nghe ngóng chuyện người lớn. Ok ạ, dạ sơ ạ. Đủ má ông bố già. Đứa đầu mùi mẹ ông mặt không, đứa đầu mùi. Ở cục thằng gái nè. Nó vừa chịu thái. Cục thằng gái nhìn cứng thế. Như mình nhìn phế rồi. Mà như mình như cái đồng bằng. Ngủ đi. Còn ngủ chưa? Game đi ngủ của con bắt nhạc đúng rồi phải không? Tắt nhạc chứ. Game bên dị nên tắt nhạc. Phải hết khổ rồi, phải nhập liệu lắm. Wow. Gì đây? What the fuck? Ông mặc đỏ này. Còn sao nữa? Bro. Adu, ông mặt đỏ xuất hiện này. Mẹ ông mặt đỏ rồi. Nhìn đây. Rút B của mình. Tự nhiên vừa nãy ông đi vừa đây. Có được, ok, bỏ ra. Ở lọc cắt này đi. Lọc cắt gì hôm nay mà. Qua đâu? À có vẻ có rút B được. Qua đâu? Gái đâu? À không. Qua đâu? Đồ chơi đâu? Vinh đám đâu? Fuck. Ảo mặt đỏ trong tay con búp bê. Ảo có phải là quà của ông mặt đỏ không? Không thể nào. Ê. Hello. Ui. Con này nó chịu luôn. Xin chào, tớ là Ron. Tớ chào Ron nhá. Gì cơ, cậu có thể nói chuyện sao? Đúng thế, tớ đã được tạo ra bằng phép thuật. À đủ, kêu vậy. Cậu thực sự còn mang tay và ngoại hình giống tớ nữa. Đúng vậy, ông chủ đã làm ra tớ chỉ để dành riêng cho cậu. Ngã này hơi sai. Kiểu mấy hạt stalker ở. Nhưng cổ của cậu hơi lỏng thì phát. Mẹ búp bê. Cổ lỏng thì cháy rồi. Kinh đam cổ lỏng thì bố vứt. Cổ lại tố cáo bàn đài. Không sao. Thi thoảng ông chủ của tớ mắc phải những sai sót. Lỗ này chỉ là lỗ nhỏ so với những con búp bê khác. Điều quan trọng là từ giờ tớ sẽ là người bạn thân nhất của cậu. Mình đấy có bạn. Mình đấy có bạn này. Nghe buồn nhờ. Đấy, chị nói cậu nghe buồn quá. Hay thật là tuyệt vời. Ok, thằng nhóc này đấy có bạn rồi. Cậu có muốn chơi trò gì với tớ không? Ông chủ có các đồ chơi của tớ trong tủ. Cậu lại giúp tớ được không? Ok bạn ơi, tủ đâu? Chắc tủ này. Tủ Blasphemo. Còn cái đường này. Ok rồi. Tủ vẫn còn bị kẹt à?
Cậu thử lại được chứ? À, tôi tớ đã cố hết sức rồi, tớ không mở được. Cậu có muốn tớ làm gì khác không? Tớ đói bụng. Mày búp bê ấy. Mày là búp bê ấy. Mày là búp bê ấy. Rôn, mày búp bê ấy mày. Mày má mày. Cậu búp bê cậu ăn được sao? Đúng rồi, mày ăn được à? Mày ăn thế. Không. Không, cậu sẽ là người ăn. Nhưng tớ sẽ cảm nhận được những gì cậu ăn và không biết đâu nhớ những cái này con búp bê mình cảm nhận như nào thì con búp bê cảm nhận như như vậy mà nếu vậy thì lạ tại mình sẽ không nói tiếp đâu mình sợ là Ender đấy không Ender chắc cũng có vài suy nghĩ gì đó ảo ma đấy không nói chuyện mạng Ender đấy biết nào không xin ông chủ của tớ đã liên kết mọi cảm giác cảm xúc của cậu của tớ để có thể để tớ có thể dễ dàng thấu hiểu cậu mình sẽ không bình luận gì về vấn đề này nữa wow thật kỳ diệu yeah à đi nhà bếp à ôi mẹ đâu mẹ ơi má ơi gì đây con đang đọc bức thư này vào lúc 1 giờ chiều đúng không bây giờ chắc giờ khuya rồi chứ đồ máy ngủ Ờ, come on mom, thôi nào. Mẹ có chuẩn bị món ăn yêu thích của con trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng trước khi ăn. Gần đây mẹ thấy con bắt đầu lười ăn rồi đấy. Con cũng biết là mẹ không có nhiều thời gian ở nhà, nên hãy học cách tự chăm sóc bản thân. Và đừng để mẹ lo nữa nhé. Thêm một điều nữa, đừng quên uống thuốc sau khi ăn. Thuốc luôn á? Thuốc bị gì vậy? Ủa đủ. You're holding something else. Ủa mày, hút tụi em rác đâu có được hoặc đâu để đây à có chuyện rượu không mày ủa 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 đưa rượu này đúng là bụng đủ ma đưa được đưa được à đủ câu này biết đứng luôn á à đù xịt vậy mày búp bê biết đứng luôn mày nhiều con ngân đam đéo đứt đâu làm gì ăn thôi muốn ăn yêu thích của cậu đấy à cậu muốn xem tới trình diễn phép thuật không à, không bạn ơi để tao ăn đây là mà tao đói rồi tớ muốn à, hay tôi nếu muốn bạn muốn nhưng tôi nếu muốn bạn ơi tôi muốn ăn được rồi tớ sẽ biến cho dễ thức ăn này không bao giờ hết a đù xịt vậy được chưa mỗi lần cậu ăn xong bố ăn sẽ chờ để được khôi phục lại như cũ Adu, adu. Wow, thật chi diệu, đủ mắt cái cục đèn. Cậu có thể làm trò gì khác không? Trò gì đó? Perfect. Phép thuật. Ê, từ từ uống miếng, để tao uống nữa. Tối nào, tối nào để tao uống, đừng uống hết. Để tao uống. Tao điệt mẹ mày rôn tao điệt mẹ mày rôn mà tao thề con chúa tao tao gặp mày ngọn đời tao đắp mày 3 phát nữa tao nhát mày vô bùn tắm tao nhát mày xuống nhà vệ sinh con mẹ mày chuyện gì vừa xảy ra vậy tớ không biết cậu đó xem tao thề tao mà gặp mày bố mày nhăn đôi bố mày đắp đèn 10 lần ôi không chai rượu bố tớ sẽ đánh tớ mất bọn ông ái vẫn còn đang ngủ bố cậu á đừng lo ông chủ của tớ đã bắt bố cậu đi rồi từ từ thường thì mình nghe là người ta bắt cóc trẻ nhỏ nhưng cái này là họ bắt cóc luôn người lớn luôn cậu nói gì cơ tớ đủ mắt bị biệt người ta la à con bố tớ đâu rồi như tớ đã bảo ông chủ đã bắt bố của cậu đi tại sao vì bố của cậu là một người sáo ok make sense ok end game nhá ok nó bố người sáu anh bố đoạn bị bắt thì đúng rồi đấy ông ấy thường xuyên đánh đòn la mắng cậu những phụ huynh như thế thường bị ông chủ tớ bắt đi mục đích là để bảo vệ những đứa trẻ như cậu ok cảm ơn nhé nhưng như này là hơi quá bố tớ không xứng đáng để bị như thế ông ấy là người sáu ok tôi có đồng ý bạn ông ấy là người sáu rồi không bố tớ không phải như thế làm ơn thả bố tớ ra tớ xin cậu đấy được rồi nhưng ông chủ của tớ sẽ không thích điều này đâu
Từ đây để đến được nơi giam cầm bố cậu khá là xa. Cậu buộc phải dùng đến đường sắt để có thể đến đó và giải cứu bố của cậu kịp lúc. Này, chỉ cho tớ đi. Đường tắt chính là chiếc tủ quần áo của cậu. Ờ, để bỏ được. Cậu vẫn chưa mở được nó à? Cảm ơn nhá. Bố mà chưa mở được đấy thì sao nào? Chắc là thế thì đành dùng tủ quần áo mẹ cậu vậy. Có này. Cậu đang biết là những chiếc tủ quần áo này có thể học tập, nhưng những chiếc cổng có thể đưa cậu đến bất kỳ nơi nào cậu muốn, kể cả đó có là nơi giam cầm bố cậu. Cậu hãy thử đi. Okay. Ờ, anh đủ áo đấy. Không có gì trong đây cả. À đúng rồi, tớ quay mắt mà cha mày. Có một số bước cậu phải cần làm để kích hoạt lối đi tắt này. Mang chiếc radio của bố cậu đến và đặt chiếc tủ. Mình không nhìn nhầm hay là có cái chìa ở trên kính đấy, đúng không? Ôi, alo. Nông sao vô. Konnichiwa, konbawa. Mình chắc chắn người đằng sau này. Mình thề chắc chắn luôn. Bố mày, bố gì mà đấy. Mày nhìn mày con, mày thử mà rôi ra mình phụ mày đấy, sống đẹp ok. Chiếc radio này sẽ hoạt động tương tự nút bấm của thang máy. Cậu cần phải chọn một mức tần số trước. Nếu cậu chọn đúng mức tần số, cửa sẽ mở ra đúng nơi cậu cần đấy. Phụ nhìn mày đấy, phụ mày nhìn mày, bộ tao nhìn mày đấy. Đó. Áo rồi, đi mà bấm cửa luôn mà. Vậy không phải, phải thử lại. Bùm. Yes. Mẹ. 2002 người làm ra con game này nó bố mày sẽ không refund game đâu, bố mày tao sẽ ủng hộ tiếp. À đù, rồi cửa này không? Đi cửa đây. Tôi nghĩ đây là chính nó. Tôi nghĩ đây chính là nó. Cậu hãy bước vào đi, tớ sẽ ở đây trong nhà cho cậu. Mày có búp bê mày trong nhà của tao mà. Tao có thả mày thả chó hồn tinh nữa. Tớ rơi á. Bố đi đây. Bố phát đây. Tớ lồn má vậy nè. What the fuck is this? Con mèo lạ đi. Mày con leo lèo lạ đi. Mắt con to rồi vậy. Cháu cần gì? Dạ, cháu đang tìm bố ạ. Bố ta. Bố cháu tên là Brook. Chờ tí. Tại đây có nhiều Brook lắm. Thêm thông tin nào. Brook này là Brook 6 hay Brook tốt? À, bố cháu là kiểu người hơi nóng giận ạ. Bạn Brook 6 để ta xem. Ok, cảm ơn đội trưởng đội hiển nhiên nhá. Rút quen. Nhiều rút sáo lắm. Đặc cụ thể hơn. Còn ấy còn làm gì khác. Bố cháu thường hay la mắng. Còn chưa đủ. Thì thôi ông bố còn đánh cháu nữa. Này mày đủ đi. Bà tát nữa. À dạ hết rồi. Buồn nhanh thế á. Cửa đằng sau lưng nhóc. Cửa đằng sau là này. Ui, ua. Cô nha, anh là mặt cô là nhìn như sư tử vậy. À ha, cậu ấy vừa giật mình kìa. Các cậu là ai? Giống cậu thôi, một tớ là những đứa trẻ đang trên đường đi tìm bố mẹ. Hiện tại một mình đang ở lại đây chơi một tí, cậu muốn gia nhập không? Tớ xin lỗi, tớ đang rất gấp. Ok, gặp lại cậu sao? Ồ, tớ sao quá. Tại vì mình ngu quá. Bố mày tập nào rồi bố mày sẽ không đánh mày đâu. Ủa? Bố mình bị giật kinh nghiêng à? Đéo đấy. Bố? Đừng chừng phạt thôi nữa. Là con đang vào bố. Hắn có làm gì bố? Nào hãy theo con về nhà. Nếu con có mặt đỏ sẽ bắt cả hai chúng ta mất. Mà sao nữa? Gì đây? Bùa phép. Cái bùa phép ở đây gì cái mặt của mình. Ủa mà mày hết hồn. Má mày. Ờ,
bữa nay vui vậy? Mà ở hả này con bị làm sao thế, mẹ có bị làm sao ấy, sao lại trốn trong tủ thế hả? Bố đã bị ông mặt đỏ bắt đi mất rồi. Thế à, thế thì tốt chứ sao. I don't know about this. Con không đùa, mọi chuyện rất dài, hãy để con giải thích. Còn búp bê rồi của con hôm nay sao rồi, con khỏe chứ? Con búp bê mẹ biết rồi sao? Chắc như là mẹ biết vì hôm nay con đã uống thuốc, là mình bị ảo giác á. Đây không phải là lần đầu tiên con gặp những ảo giác như này. Mỗi lần con lại kể một câu chuyện khác, nhưng điểm chung vẫn luôn là con búp bê kia. Không nhớ gì về những lần trước sao? Dạ không ạ. Mà không biết con bị làm sao nữa. Thôi thì về phòng ngủ đi, 12 giờ khuya rồi đấy. Yay, ông bố đã bị ông mặt đỏ mắt bắt rồi. Yay, vui quá. What the fuck? Chuyện gì vừa xảy ra vậy con? Con không sao chứ? Vâng, cảm ơn ạ. Ngủ má. Và mẹ đứng nhìn góc mình, góc này nhìn sợ rồi. Con thấy khỏe hơn chưa? Dạ rồi ạ. Vừa rồi chính là do ông mặt. Không sao đâu, ngày mai mẹ sẽ xin nghỉ để ở nhà chăm sóc con. Dạ. Mẹ hứa đi. Mẹ hứa. Giờ thì con hãy ngủ tiếp đi. Dạ vâng ạ. Mẹ. Ê, mẹ lại thất hứa nữa rồi. Á, mẹ này chết nhá, thất hứa hồi hả? Dạ. Ôi được. Ok, rôm rồi, búp bê rồi. Hello. Mày bị gì đấy? Ơ, sao mày mong bó vậy? Thằng nào đấm mày? Mày tao đấm chứ sao lại cắt đấm được? Cậu bị làm sao vậy? Ông chủ đập tớ ra bát. Không hài lòng về vụ việc ngày hôm qua. Tớ xin lỗi, đây là lỗi của tớ. Nhưng mà cậu có thấy mẹ của tớ đâu không? Ok nhá. Ông chủ của tớ đã bắt mẹ cậu đi rồi. Hả? Nữa à? Gì cơ? Chuyện chỉ vừa xảy ra thôi. Tớ xin lỗi vì không thể ngăn cản ngoái. Cậu nên bỏ trốn đi. Thì tí nữa lão sẽ bắt. Lão sẽ quay lại đây để bắt cả cậu. Không, tớ phải cứu mẹ tớ và cả bố của tớ nữa. Bằng cách nào? Cậu không thấy ông tái đập tớ à? Mày, nếu mày chưa hát tao đập mày rồi. Tao đập mày kinh hơn nữa. Đủ búp bê biết gì chuyện luôn. Thằng kìa. Gì cơ? Tớ đã nhặt được thứ này ở nơi của ông mặt đỏ. Tớ nghĩ nó có thể giúp tớ hại được ông. Hại một gã. Wow, hoặc là trùng hợp làm sao? Có một lá bùa ngay cả chỗ dừa của ông bố của mình. Đó. Đó chính là bùa diệt ông mặt đó. Ok, hoặc là trùng hợp làm sao? À, bữa sẵn này ngon. Ủa, lá bùa này. Này, ấy đùi, hại em này. Bảo ném lá bùa vào đây rồi tìm chỗ nắp thôi. Cái gì? Hả? Tại sao ném cái bùa vào? Ủa, ném những bùa mà. Ném vào. Mà ném những bùa vậy, what the fuck? Tìm chỗ nắp mà. Em lướt cho nắp với. Ở sao nữa? Con mặt đỏ này, con mặt nhôn. Bước vào. What the fuck? Hello, bye bye mày nhóc nha. Đây đây. Ủa. Con bê này, bộ đang con này chạy đang đi, bố mày đốt mày đéo nó. Nó đùa. Cậu đang bị làm sao vậy? Ông chủ của tớ đã bị tiêu diệt. Phép thuật mà ông ta yểm vào tớ cũng đang nhằn biến mất. Tôi nghĩ nè, bạn
Con nghĩ mày đang bị cháy nhóc ạ. Không phải mày đang bị biến mất đâu, mày đang bị cháy con. Cậu, cậu sẽ biến mất sao? Đừng lo, đây chính là điều tôi muốn. Cậu đây ra ngồi đây gặp bố mẹ cậu. Để. Hello bố, hello mẹ. Bố, mẹ. Bố mẹ được thả ra rồi, thật là tốt quá. Một ta là năm. Một ta là năm, ta luôn. Mày đã đi gọi tình đúng không? Tôi đã bảo là tôi bắt công việc. Nói láo. Mày bỏ bê gia đình để theo trai. Mày nói láo. Với con mày mà mày không biết gượng đâu mà. Còn ông thì sao? Ông nghĩ ông tốt hơn tôi chắc. Mà năm suốt tháng ông chỉ ở nhà ăn bám tôi. Ông là loại bố gì vậy? Tôi có làm gì đi nữa thì đó là chuyện của tôi. Tôi vẫn đem tiền về nuôi con. Còn nếu ông vẫn đang nghĩ tôi là gì thì ông đây thì ông đang tự hạ thấp bản thân ông. Thấp hơn cả gì đấy. Bài tôi một hết cả năm. Thêm tiếng nữa. Được, tôi và ông sẽ ly dị. Một trong hai sẽ phải dọn ra khỏi căn nhà này. Nếu ngày mai ông vẫn còn ở đây thì tôi sẽ dắt con trai tôi đi. Mày đứng lại đó luôn. Rồi ông bố mày nói như thế bị uống được đang nuôi sống gia đình. Ôi mai ông chồng người chú y tắc vô. Bố ông như đồ đấy. Ơ chai rượu còn hả? Ai rượu, coi từ rắn cả trong ngoan rồi. Ui, ông bố mình đã biết là ông mà ôn. Tao sẽ để, tao sẽ không để chuyện này xảy ra. Dùng black tape để sửa gia đình. Ủa ta la, ủa ông bố này vừa đạt được kỹ năng ta la này. Ủa. Wow, what the fuck. Ờ, ông mặc đỏ, ông biết không? Ông mặc đỏ này tốt. Mặc đỏ của bố mình đứng. What the fuck? Không, không, không. Mày không thể là thật được. Tớ đắc tiếc rồi. Chiếc tủ gỗ cạo, tớ nghĩ bây giờ cậu có thể mở được, mở nó được rồi đấy. Ô cái tờ hình dáng mình lúc nãy giống hệt búp bê này. Ờ, chính là tớ sao? Ô tớ hình dáng cổ mình y hệt như con búp bê này. Tại sao tớ lại không biết gì về những điều này? Cậu luôn luôn biết. Cậu luôn biết hả sao? Thì tớ chính là phần đã biết của cậu. Ủa mình chơi phân thân à? Mình phân thân là con búp bê á. À đủ, bê vậy. Cậu đã cố cuốn nhé. Chối bỏ những điều này và tạo ra những câu chuyện thương cáo mà sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn về bố mình. Còn tớ, tớ buộc phải tìm cách để dặn dắt cậu quay về với đúng thực tại này. Tớ đã thử rất nhiều lần, rất nhiều cách để cậu có thể đón nhận sự thật này dễ dàng nhất. Và mỗi lần thất bại, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tích, tắc, bùm, mọi ký ức tan biến, cậu lại bật dậy vào điểm khởi đầu. Chính là về đêm mà bố cậu sát hại cậu. Nghĩa là cái này mình, đây không phải lần đầu tiên, đây là nhiều lần rồi. Tới lúc mình hiện tại đang hồn ma hả? Mình chết rồi thì mình hiện tại đang hồn ma á. Tớ đã được bao lâu rồi? 14 hả? 14 ngày. Wow. Không thể nào lao như vậy, tôi không tiếp tục lao vậy. Chuyện này, chuyện gì đã thực sự xảy ra với bố mẹ tớ?
Về bố cậu, ông ấy đang lẩn trốn trong một căn trọ rẻ tiền. Còn mẹ sao? Mày đừng có hù tao, mày đừng có hù tao. À đi ông bố này. Ủa cổ hãy về nhà của con bố. Ủa cổ trời. Cái xác này phải phân rã trong 14 ngày. Vậy còn mẹ tớ, mẹ tớ nhìn thấy tớ mà phải không? Đúng vậy, vì bà ấy chỉ có mặt ở nhà vào lúc đêm khuya. Đây là bà mẹ thấy ma á, là bà bạn của mình thấy thấy linh hồn của mình á. Nhưng nếu ban ngày thì con trái vô ui mẹ dữ rồi, những ông này quá tục phất phải nhìn kinh dây ở một xác ở phố bờ. Bà có bên mối gì về nơi lạc trốn của chồng bà không? What the fuck, nhìn cái mặt kìa, diễn mặt hôm nay nhìn uncanny phải không? Bà vừa làm rơi gì kìa? Ô từ từ, cái này là ô cái đoạn này là mình ném cái lá bùa này là danh thiếp của một khu nhà nghỉ, nhưng tôi không chắc nó là của tôi. À hồi này là chắc để kiểm tra thử. Ôi để bật cái lá bùa mình ném vào, đấy. Chủ nhật sớm á, vẫn 7 giờ á. Chủ nhật thì vẫn là 7 giờ. Phát hiện kẻ giết người là người bố giết con. Cái xác của mình thì người mẹ đang khóc. Mấy ông cảnh sát là hay là ông là họ hàng á. Mình đang nhìn mấy đứa nhóc này là và con thằng nhóc này ngồi như đống lửa luôn, sợ thật. Ôi dạ, cái này là linh hồn mấy đứa chạy là chết rồi. Hi, coming soon. Nhá, what the fuck? Đứa nào vẽ cái này đấy?